cái chuyện video mới nhận ra fix của Enatech mọi người đây. Rồi trong video hôm nay chúng tôi sẽ quay trở lại để giới thiệu các bạn về chế tạo tủ điện thôi. Trong quá trình làm thì tôi hướng dẫn làm ra video hướng dẫn các bạn luôn á. Thì các bạn nào luyện tập thì cứ lên kênh YouTube của Enatech MAD để mình học cách để chế tạo nhé. Thì hôm nay tôi sẽ tạo cái tủ điện ha, tạo tủ điện. Thì tủ điện thì lớp vỏ rồi tôi vẫn hoàn thiện thôi á. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái phần trấn kính này, trấn kính. Đấy, các bạn bổ sung phần trấn kính rồi mình sẽ đi những cái thiết bị điện vào. Đấy, những cái thiết bị điện vào. Trước khi chúng ta là làm cái gì, cái nắp ở bên ngoài, chúng ta sẽ tiếp tục ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi trấn kính trước để hoàn thiện dần thôi. Trấn kính thì các bạn nên tạo phép nó lên cái trấn kính riêng nhé. Đây, các bạn vào file này như này, trấn kính 35x35 đúng không? Các bạn lên mạng tìm cái kiểu trấn kính ha, trấn kính loại này này ha, để chúng ta đi luôn dây ở phía trong đi cho nó gọn. Thì các bạn sẽ vào file new đúng không, family magnetic gyrus model đúng không, Facebook là bao nhiêu model cũng được, model tí này có hướng dẫn các bạn cái gắn Facebook khá là hay á. Thì các bạn sẽ tạo ở trên mặt bằng luôn á, mặt bằng luôn. Thì cái profile thì các bạn sẽ tạo dựa vào cái gì, dựa vào cái hình mà các bạn cắt ra ha. Ví dụ đây hình này các bạn cắt ra, các bạn xéo lại này đó, bạn xéo lại rồi các bạn sẽ gì insert vào á, insert vào lấy cái hình trong kính này vào. Được chưa? Rồi và các bạn sẽ đưa về đúng cái tỷ lệ và các bạn đồ ra, đồ ra. Đó, các bạn sẽ tạo trước cái gì, những cái thằng này này, bây giờ các bạn sẽ tạo trước cho tôi những cái thằng ở đường different plane này á, để các bạn tạo cái gì, kích thước giới hạn kích thước của mình 35 đúng không, cho nó vê kép này. Sát quá xíu rồi nó bị dính lên nha các bạn. Các bạn để ý chút nhé. Đấy, nếu sát quá thì nó sẽ không có tạo nhé. Bên này cũng vậy. Thích ra thank you.
Sorry. Em lại. Đấy, còn không thì các bạn sẽ tích cái thằng này ra nhé. Tích cho tôi cái thằng tab này. Tích cho thằng nắp ra, tôi hit nó. Finish này. Các bạn tạo lại create instance á, còn về. Tách ra thì có ưu điểm là sau này các bạn thì quản lý nó dễ hơn ha, quản lý nó dễ hơn. Đây rồi, đây mặt front này, đây này đúng không, tạo một đường đi phần lên thì nó dễ ha, để in lại vào nó dễ hơn, các bạn nhìn trực tiếp được chưa, cho nó gì l l thay đổi được al gỡ lại nhá, gỡ lại này, click đây, gắn hai thằng này vào để nó nhảy. Rồi ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ là tạo những cái biến dạng lỗ cho nó ha, lỗ cho các bạn. Rồi tôi sẽ tạo ở trên mặt phấn đi ha, các bạn tạo mặt phấn đi. Đây. Mặt led đi. Đó. Rồi chúng ta sẽ tạo lại nó những cái khe rảnh ha, khe rảnh. Thì khe rảnh thì các bạn được thì bạn tạo ngang hay cũng được, theo phương ngang và theo phương đáy luôn ha. Còn không thì cứ để về cũng được. Đấy, tôi hướng dẫn các bạn tạo thôi. Đầu tiên thì các bạn cứ gì theo cái biên dạng của cái thằng catalog mình tạo thôi ha. Đây. Đại khái thôi ha, cho nó biên dạng thôi. Từ đây tới đây. Cho nó vào ly đi, vào ly ha. Vào lại. Để ý, từ đây tới đây. Cho nó là 6. À, cho là 6. Qua lại. Từ đây tới đây. Cho nó là 2. Qua lại. Rồi, bây giờ chúng ta về là được cái này nữa thì từ đây qua đây. Tôi sẽ cho nó là 6 luôn nha, 6. Rồi. Này nó phải giả dạ, đây chút xíu ha, cho nó 10 đi, 10. 10 luôn ha. Đây, đây thôi. Rồi, vẽ nó sẽ vẽ thế này. Đây. Điểm create void function thôi ha, công cụ đơn giản nhất. Đây. Rồi, vào đây ha. Khoảng cách đã lộ rộng là 5 luôn, 5 thì đấy là bao nhiêu? 2 rồi. 1.5. Đây, xuống đây đúng không? Vừa làm vừa xem catalog cho đúng sạch chính xác nhé. Rồi, tới đây đúng không? Tới đây rồi các bạn sẽ qua đây cho tôi. Nè. Đến đây đúng không? Qua đây. Qua đây. Đưa nó khít lại ha, được
sẽ cùng chung là create tạo lắp này, production này. Này chúng ta copy control V lại. Đấy, finish. Ok chưa? Rồi thằng này các bạn cùng cho nó là gắn vào luôn ha. Về front cũng được, gắn vào. Rồi và chúng ta kiểm tra xem nó chạy thế nào ha, trước khi đưa vào cái dự án của mình thì nó sẽ vậy. Mà mình dùng Facebook nó dễ hơn nhỉ. À nhà, dùng cái này thì nó hơi khó xíu thôi. Thank you.
rồi đúng không? Cái chuyện này thì các bạn lưu ý nhé, bởi vì cái tủ của mình á, thường chiều rộng thì nó sẽ gì thay đổi, còn chiều cao thì nó sẽ là tương đối, nó sẽ hình cuối lên á. Thì để mà nhất thiết được đấy thì các bạn nên sẽ là tạo cho nó cái hàm nhất thiết á, hàm nhất thiết. Hàm nhất thiết thì các bạn sẽ thấy này ha, cái chiều này này thì nó sẽ bằng gì, bằng chiều dài, bằng chiều rộng của tủ, đúng không? Trừ cho thằng này ha, thằng này là 30, trừ cho gì, trừ cho thằng này 35 nữa, mép này là 2 ha, thì các bạn sẽ có cái chiều dài L1 này này, L1 của thanh kính này thì sẽ bằng là chiều rộng của tủ MSB này. Ok chưa? Rồi trừ cho này đã 30 đúng không? 30 cộng cho 35 đúng không? 30 35 là 65. 65 cộng 2 là 67. Dạ, 67 nhân 2. Đó 29 đúng không? Và 566. Không biết. Đấy ha. Ok này. Thử đẩy khoảng cách đây chút xíu thử nhá. Tạm cái này thì nó sẽ hơi phức tạp bởi vì nó sẽ phải tính toán để nó nhảy thì nó mất thời gian ha, máy tính chậm thì nó mất thời gian này, các bạn thấy chứ, nó sẽ array này theo group của mình này ha. Cái này lưu ý thì các bạn có thể làm hoặc không làm đều được ha, giống nhau thôi. Đây nha. Đấy thì các bạn có thể sử dụng cái này để tạo hoặc là bằng đá. Không cần dùng array này ha, array dùng array cũng được. Đó là cách để các bạn tạo này ha. Rồi, gắn vào đều vào á. Mở cái thân kim gắn vào đều vào xíu. Các bạn có thể thêm vào đều ngay tiếp cái này cũng được ha. Hoặc là các bạn vào dự án thêm sau. Tùy. Thử nhé. Đây, tủ tôi chuẩn bị xong rồi, cứ việc lót thôi ha.